Nissan Navara 2021 giá gần 1 tỷ đồng, đắt nhưng nghèo trang bị an toàn. Nissan Navara phiên bản nâng cấp 2021 vừa chính thức được công bố ra mắt tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá từ 748 triệu đồng đến 945 triệu đồng. Như vậy, so với phiên bản cũ còn bán cách đây vài tháng, Nissan Navara mới đã bỏ lựa chọn số sàn, nhưng bản thấp nhất 748 triệu đồng, đắt hơn trước 99 triệu đồng. Tương tự, bản 2 cầu số tự động giá 895 triệu đồng đắt hơn bản cũ 100 triệu đồng. Đáng chú ý, lần trở lại này sau một năm gián đoạn vì thay đổi nhà phân phối, Nissan Navara lần đầu có thêm phiên bản cao cấp mang tên PRO4S tương tự đối thủ Ford Ranger có bản Wildtrak nhưng đắt hơn 20 triệu đồng. Về trang bị an toàn tương tự bản cũ, Nissan Navara 2021 có hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc, camera lùi, cảm biến lùi, chống bó phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân bổ lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, 6 túi khí và đặc biệt hệ thống cân bằng điện tử. So với một số đối thủ như Ford Ranger Wildtrak, Mitsubishi Triton 4x4 MIVEC, phiên bản mới của Nissan Navara ít trang bị an toàn chủ động hơn, mặc dù có bổ sung hệ thống cảnh báo va chạm MOD được tích hợp trên màn hình. Ngay cả bản đắt nhất Pro 4X không có phanh tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, tay ga hành trình thích ứng là những trang bị đã có ở đối thủ rẻ tiền hơn. Có thể thấy sự trở lại của Nissan Navara thời điểm này đã gây được sự chú ý với hai yếu tố: diện mạo mới và nhà phân phối mới. Nhưng dù đã tăng bảo hành lên tối đa 5 năm nhưng rõ ràng với giá xe đắt hơn trước tới 100 triệu đồng kèm trang bị an toàn nghèo nàn hơn đối thủ, rõ ràng đang tạo ra thử thách khó khăn cho chiếc bán tải chưa từng đứng trong top bán chạy theo phân khúc suốt nhiều năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại ở bản tin sau.